Cách đây khoảng 12, 13 năm, em không nhớ rõ là năm nào, nhưng tầm khoảng 13 năm thì phải, 13, 14 năm thì phải. Thì có một người con gái, các anh chị ạ, có một cái con gái, cái người này thì bị bệnh rất là nhiều và không sức khỏe rất là đi xuống rất là nhiều. Và người đấy vô tình kết đến cái sản phẩm wellness của Oriflame. Người đấy dùng cái sản phẩm wellness, sau đó người đấy trở nên khỏe mạnh hơn các anh chị ạ. Và khi người đấy khỏe mạnh hơn thì người đấy bắt đầu làm sao? Bắt đầu chia sẻ với rất nhiều người các anh chị ạ. Và điều gì xảy ra các anh chị biết không ạ? Sau đó thì dần 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 người đấy trở thành một thủ lĩnh hàng đầu của Oriflame. Những điều quan trọng hơn, nhờ việc người đấy mạnh mẽ chia sẻ wellness mà Việt Nam chúng ta trở thành một cường quốc Oriflame trên thế giới các anh chị ạ. Việt Nam là một cường quốc các anh chị ạ. Cho nên việc làm của các anh chị ngày hôm nay có thể tương lai sẽ giúp Việt Nam trở thành một cường quốc mạnh mẽ hơn nữa. Bao nhiêu số anh chị mong muốn rằng là sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một cường quốc về Oriflame nữa thì giơ tay giúp em ạ. Dạ cảm ơn cả nhà. Các anh chị có biết người con gái đấy là ai không ạ? Mẹ ơi. Nhà mình có biết người con gái đấy là ai không ạ? À, không biết tên luôn. Phan Thủy mình đấy. Dạ vâng, chính xác, chính là chị Phan Thủy của chúng ta. Vâng, nhà mình hãy thả tim vào phần chat để cảm ơn chị Phan Thủy đi ạ. Thả tim, thả hoa vào phần chat đi ạ. Bởi vì nhờ chị ấy mà chúng ta đã có rất nhiều hệ thống bây giờ học theo chúng ta. Rất nhiều hệ thống đã phát triển dòng wellness và Việt Nam đã trở thành cường quốc wellness anh chị ạ. Chỉ từ một con người thôi. Cho nên cũng như vậy thôi các anh chị ạ. Một hành động của anh chị ngày hôm nay nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó cũng sẽ tạo ra những cơn địa chấn trong tương lai. Bao nhiêu trong số các anh chị sẵn sàng là sẽ có những hành động mỗi ngày để chúng ta sẽ tạo ra những cơn địa chấn trong tương lai, giơ tay giúp mạnh đấy ạ. Dạ cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và ngày hôm nay ở Oriflame thì chúng ta có Wellness, nó là một cái mỏ kim cương đúng không ạ? Và chúng ta Oriflame còn có rất nhiều mỏ kim cương nữa. Bao nhiêu số anh chị sẵn sàng là hôm nay chúng ta sẽ khai thác thêm một cái mỏ kim cương nữa thì giơ tay giúp em ạ. Dạ cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và chúng ta hãy thả tim thật nhiều, thả tim thật nhiều để chào đón trainer của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cho bạn ấy thật nhiều năng lượng đi ạ. Hãy thả tim thật nhiều vào thì bạn ấy mới có nhiều năng lượng, bạn ấy mới chia sẻ cho chúng ta được ạ. Vâng. Hãy chia sẻ thật nhiều, đang ít tim, có thả tim thật nhiều vào đấy ạ. Anh chị hãy thả tim thật nhiều, truyền năng lượng cho bạn ấy để bạn ấy chia sẻ cho chúng ta những điều thực sự rất là giá trị để chúng ta có thể áp dụng nhiều hơn trong công việc của mình. Hãy thả tim nữa đấy ạ. Vâng. Hãy thả tim thả hoa nữa đấy ạ. Vâng. Và xin mời trainer của chúng ta ngày hôm nay bạn Trần Lệ My đúng không ạ? Xin mời ạ, xin mời, xin mời. Dạ, em đang. Đó, sorry, sorry. Mình bật mic cái anh Mạnh thì sẽ sầu để tắt luôn. Ok. Em đây, cảm ơn Mạnh rất là nhiều nha. Những cái phần anh Mạnh chia sẻ rất là hay luôn. Và cảm ơn những trái tim của mọi người đã gửi đến My một thì hôm nay My sẽ chia sẻ cho cả nhà một nội dung đó là về chăm sóc da của mình với dòng sản phẩm của Novay. Và đây là một cái dòng sản phẩm sẽ giúp cho anh chị em mình phát triển cái công việc kinh doanh rất là tốt. Đó, thì hôm nay mình sẽ có 4 phần. Cái thứ nhất đó là tổng quan về dòng sản phẩm của Novay. Cái thứ hai là những bước chăm sóc da cơ bản. Và cái thứ ba là tại sao mình nên dùng trọn bộ cái sản phẩm này. Và cái thứ tư là vì sao mình bán trọn bộ và cách bán như thế nào. Đó, thì chúng ta sẽ ở đây á, ở Oriflame á, không chỉ là có những cái dòng sản phẩm như là sản phẩm wellness còn được gọi là sản phẩm chủ lực mà còn có những cái dòng sản phẩm như là Novay cũng là một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Có một cái câu nói trong uống ngoài thoa đúng không cả nhà, trong khỏe ngoài đẹp đó. Thì ở trong á, thì mình dùng sản phẩm wellness, còn ở ngoài thì mình kết hợp là mình da đó. Thì khi mà để vừa trẻ vừa khỏe vừa đẹp đúng không ạ? Và sau khi á, mà nghe My chia sẻ phân tích á, thì cái sau cái buổi hôm nay á, thì các anh chị em mình sẽ thấy
tại Oriflame còn có thêm một mỏ vàng nữa mà chúng ta chưa được khai thác. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khai thác cái mỏ vàng này nha anh chị em. Các anh chị em mình đã sẵn sàng chưa ạ? Ai đã sẵn sàng thì hãy comment SS vào ô chat chat nha. Để My thầy sẽ thấy những cái comment của mọi người nè. Ok. Cả nhà mình hãy comment đi ạ. Rồi, ok, thì chúng ta trước tiên á là chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về viện nghiên cứu chăm sóc da của Oriflame nha. Chào mừng các bạn đến với viện nghiên cứu da Oriflame tại Stockholm, Thụy Điển. Tại phòng nghiên cứu tế bào gốc thực vật, các nhà khoa học sẽ tìm kiếm các thế hệ thành phần hoạt chất mới cho các sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi. Phòng phân tích là nơi chúng tôi tiến hành phân tích sâu từng loại chiết xuất để xác định các thành phần của chúng. Công việc này cung cấp thông tin cho các dữ liệu hóa học về độ phức tạp và tính an toàn của chiết xuất. Đây là khu vực chúng tôi tiến hành các thử nghiệm hoạt tính chủ chốt nhằm xác định các thành phần hoạt chất có trong chiết xuất. Tại đây, chúng tôi chứng minh hiệu quả của các chiết xuất thực vật thông qua các thử nghiệm sinh học trên những tế bào da được phát triển từ phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào. Riêng giai đoạn nghiên cứu mô, chúng tôi sử dụng các thiết bị kiểm nghiệm tân tiến để hiển thị kết quả từ những nghiên cứu sinh học trên tế bào. Nhờ đó, chúng tôi có thể tìm ra các loại protein chống lão hóa như collagen. So our job in process technology development is to find out how to take that very small quantity of formulation or product and produce it on a very large scale so all of our customers can buy some of the product. So we're responsible for taking what's developed in the laboratory and bringing it up to the scale that's producible in our factories. Tiếp đến là giai đoạn phát triển sản phẩm. Hãy cùng ghé thăm trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi ở Dublin, Ireland. Chúng tôi khởi đầu bằng cách triển khai mô hình sản phẩm tại phòng cải tiến. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ lên ý tưởng cho mọi khía cạnh sản phẩm, từ các thành phần, kết cấu cho đến các công bố khoa học và ưu điểm sản phẩm cần có. Tại phòng thí nghiệm, tất cả các thành phần có trong công thức sản phẩm sẽ được hòa trộn, kết thúc bằng bước bổ sung thành phần hoạt chất và chiết xuất mùi hương để tạo nên công thức sản phẩm mong muốn. Đây là phòng thí nghiệm sản phẩm, nơi chúng tôi biến các phát minh từ phòng thí nghiệm thành các sản phẩm tiên phong mang lại hiệu quả cao bằng các thiết bị sản xuất quy mô nhỏ. Tại phòng kiểm định, chúng tôi đảm bảo rằng mỗi sản phẩm đều có thể duy trì chất lượng ổn định trong suốt thời hạn sử dụng. Tại phòng kiểm định vi sinh, đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi tiến hành nhiều nghiên cứu đa dạng cho mọi công thức sản phẩm để đảm bảo rằng các sản phẩm đều có độ an toàn và hạn sử dụng lý tưởng. Các thử nghiệm này bao gồm việc xem xét các nguyên liệu thô và kiểm tra khả năng bảo quản thích hợp có trong mỗi công thức. Viện nghiên cứu da Oriderm là nơi tiến hành các nghiên cứu lâm sàng tiên tiến. Chúng tôi sẽ chứng minh và đánh giá các công bố khoa học thông qua những thử nghiệm trên người thật trong điều kiện thực tế để đưa ra các kết quả cuối cùng và xác định những lợi ích của sản phẩm. Sàng lọc cơ sở dữ liệu của gần 6.000 tình nguyện viên, chúng tôi có thể tiến hành thử nghiệm trên mọi loại da. Chúng tôi còn hợp tác với các tổ chức nghiên cứu lâm sàng ở thị trường các nước để tiến hành thử nghiệm trên làn da thuộc mọi sắc tộc. I've been working with Oriflame for 21 years and I also have a PhD in clinical genetics from Karolinska Institute. Chemical engineering, have a PhD. A PhD in chemistry. We focus on front-end innovation and develop new active ingredients. Make sure that the product performance is really strong. And sales consultants from all over the world into our lab and show them also what we are doing. So we're very proud of all of the products that we test. Because, you know, here, that's all the magic happens. I love Oriflame.
Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi hoàn thành chuyến tham quan tại các trung tâm này. Chúng tôi hy vọng các bạn cảm thấy hài lòng. Để tìm hiểu thêm về các giải pháp chăm sóc da đột phá của Oriflame, vui lòng liên hệ với tư vấn viên hoặc ghé thăm website của chúng tôi. Mình đã được xem một video rất là hay và tuyệt vời đúng không ạ? Ở khi mà nghe về viện nghiên cứu da của Oriflame được các chuyên gia phân tích đó, thì khi mà nghe xong My cảm thấy rất là sung sướng và rất là tự hào khi mà mình được hợp tác với một cái tập đoàn có nhiều năm kinh nghiệm và cảm thấy vinh dự khi mà mình được cầm trên tay cái dòng sản phẩm này luôn. Và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình được sử dụng cái dòng sản phẩm của Oriflame. Cả nhà có cảm giác giống như My không ạ? Ai thấy tuyệt vời thì hãy comment vào bên dưới cho My nha. Và ở đây là được Viện Nghiên cứu Chăm sóc Da của Oriflame mình á, là được hơn 6.000 người tình nguyện viên và họ đã tình nguyện để thử nghiệm tất cả các dòng sản phẩm trước khi mà mình tung ra ngoài thị trường á cả nhà. Và sản phẩm của Oriflame thì được kiểm nghiệm lâm sàng là khi mà mình được phát hành đến từng các nước luôn. Thì riêng cái dòng sản phẩm dưỡng da thì có bề dày là hơn 50 năm kinh nghiệm. Và với cái nghiên cứu thì rất là nhiều những cái tiến sĩ giáo sư đã cho ra đời cái dòng sản phẩm cho chúng ta. Mi ơi, của bên Mi và... là tín hiệu yếu ấy. Em xem em vào điện thoại đi. Xong vào 4G xem mạng yếu lắm. Mọi người có nghe Mi nói rõ không ạ? Nghe nó bị ngắt quãng. Nghe bị ngắt quãng. Ngắt quãng đúng không ạ? Vâng. Mi yếu quá. Mi ơi, Mi xem Mi out ra vào điện thoại đi. Đỉnh nhiệt độ hả gì ạ? Có đâu nè, vậy dễ giỡn lắm chứ. Đâu, đâu không thấy Mi. Hôm nay chúng ta lại còn lát nữa thì là lát nữa chúng ta sẽ được học ở cái cách mà chúng ta bán Novay như thế nào nữa và vì sao chúng ta lại cần kinh doanh cái bộ Novay này và cái cách mà chúng ta áp dụng cái chương trình khuyến mại của công ty như thế nào nữa nhé cả nhà nhé. Ok, bên của Mi mạng hơi yếu tí. Mi vào thì giơ tay nhá. Ok rồi đấy. Đấy, thế này có vẻ ok này Mi này. Chị Hà ơi, có giờ có thấy chưa chị Hà? Thấy rồi, Mi ơi, thấy rồi đấy. Cái máy tính mà cái mạng bên em sao mà nó chậm quá, bây giờ em vô lại bằng điện thoại á chị. Rồi, thấy được thôi rồi. Rồi, ok. Ok, rồi. Vậy là em nói là cả nhà có nghe em không? Có nghe không chị Hà? Có, một người, chị nghe được, mọi người nghe rõ không ạ? Nếu mọi người nghe rõ vô Mi rồi thì hãy comment ở số 1 đi ạ. Để cho bạn ấy có thêm nguồn năng lượng để chia sẻ cho chúng ta hết kiến thức của bạn trong ngày hôm nay. Hãy comment thật mạnh số 1 đi để bạn để mạng nhà bà quên nhà mạng nhà bạn đi không được. Mạng nhà bạn. Ủa chị ơi, em nói nghe được tới đâu rồi? Em nói lại cái phần phần về đang nói về tự hào về công ty á. Nhá. Ok. Nhà mình bật hết camera nha. Nếu hôm nay không bật camera là không lĩnh hội được các kiến thức của bạn Mi đâu. Và... Rồi, okay. Ok. Vậy thì bây giờ Mi sẽ tiếp theo nha. Xin lỗi cả nhà. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì bây giờ mạng nó mạnh rồi. Thì với riêng cái dòng sản
dưỡng da của Oriflame là với một cái bề dày là tiến sĩ giáo sư nè đã cho ra đời những cái dòng sản phẩm cho chúng ta. Có bộ sản phẩm là nghiên cứu từ 7 đến 8 năm, có bộ thì nghiên cứu đến 10 năm thì mới cho ra đời. Và chúng ta đừng có nghĩ là một cái hũ kem bé bé nhỏ nhỏ như thế này mà rất là dễ dàng nha. Họ phải nghiên cứu nè, công sức ngày đêm nè, và các giáo sư tiến sĩ đã dành cả những cái tâm huyết để giúp cho chúng ta có được những cái sản phẩm phù hợp với từng người và đáp ứng được nhu cầu cho từng khách hàng luôn, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là công ty của chúng ta rất là tuyệt vời luôn, tạo ra những cái khóa học như là chăm sóc da, rồi về những cái viện nghiên cứu như là về dinh dưỡng, những cái khóa học về dinh dưỡng để giúp cho mình có những cái kiến thức. Và ở đây My cũng đã từng được học về những cái khóa học này rồi. Thì cái làn da của chúng ta là một cái hàng rào bảo vệ, là một cái hàng rào vật lý để bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Thì ở đây cái làn da là thực hiện cái chức năng đó là miễn dịch và có một cái diện tích lớn nhất trên cơ thể của mình và tiếp xúc với toàn bộ mọi thứ luôn. Da giống như là người ta còn được gọi giống như là đứng mũi chịu sào vậy đó cả nhà. Trước tất cả những cái tác động như là tia UV, khói bụi, ô nhiễm nè, rồi từ môi trường ở bên ngoài nè, đó. Thì cho nên cái việc chăm sóc da của chúng ta nó vô cùng là quan trọng luôn nha. Thì cái dòng dưỡng da của Oriflame ở đây thì có mấy dòng, gồm những cái dòng nào? Thì cả nhà mình hãy comment vào ô chat đi. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những cái kiến thức xem là anh chị em mình có nhớ không ạ? Rồi, cái thứ nhất đó là dòng lớp natural nha. Và thứ hai là em thấy chị Hà comment là 4 dòng nè. Dòng thứ 3 là dòng optimal. Dòng thứ 4 là dòng essential. Dòng thứ 5 đó là dòng sản phẩm Novay. Đây là một cái dòng chăm sóc da chuyên sâu và nâng cao luôn. Đó thì dòng sản phẩm Novay á, thì ở Việt Nam mình là có 4 bộ sản phẩm Novay, cả nhà mình thấy ở trên hình không ạ? Đó, thì hôm nay á My không có phải là đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và không phải là về thành phần, mà là My chỉ tổng hợp để giúp cho cả nhà mình có những cái kiến thức để nắm tổng quan về các sản phẩm Novay này thôi. Thì đầu tiên cả nhà mình có thấy ở trên hình đó là bộ sản phẩm màu xanh. Đó là bộ sản phẩm Novay Kinergy. Đây là một cái bộ sản phẩm tăng cường năng lượng, giúp là hạn chế quá trình lão hóa nha. Và dòng sản phẩm thứ hai đó là dòng sản phẩm Ecolagen. Đây là sản phẩm giúp làm giảm cái nếp nhăn. Và cái dòng sản phẩm thứ ba là dòng sản phẩm Brilliant. Đây là sản phẩm mình còn gọi là dòng sản phẩm Novay trắng á, giúp sẽ cải thiện nám sạm nè, những cái vết thâm nè, làm trắng sáng. Và cái dòng sản phẩm, cái bộ sản phẩm thứ tư đó là bộ sản phẩm Novay Ultimate Lip. Đây là cái bộ Novay tím, giúp cho cải thiện được làn da chúng ta săn chắc, rồi độ đàn hồi nè, rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì Oriflame mình đã cho ra đời những cái bộ sản phẩm Novay trước rồi. Nhưng mà bây giờ những cái mẫu mã, những cái màu sắc thì nó hơi khác. Và bây giờ Novay của mình đã được cải tiến hơn. Chứ về khoảng 10 năm về trước thì Oriflame của mình là phân chia những cái bộ sản phẩm này để dùng theo những cái độ tuổi để mà mình tư vấn về da. Nhưng mà sau này khi mà nghiên cứu thì họ thấy rằng cái độ tuổi không phải là cái quyết định, mà quan trọng là vấn đề cụ thể trên làn da đó là gì, để họ nghiên cứu giúp cho những cái khách hàng có thể lựa chọn một cái phẩm và một cái cách chính xác. Và ở đây không phải là mình tư vấn theo độ tuổi nha, mà mình tư vấn theo vấn đề về da và nhu cầu chăm sóc da. Thì đây là 4 dòng sản phẩm cao cấp nhất của Oriflame, và đây là 4 cái dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu luôn.
Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau đi qua bốn cái bộ sản phẩm này để chúng ta sẽ hiểu và sẽ tìm hiểu thêm về bốn cái dòng sản phẩm này qua bốn cái video ngắn nha. Đầu tiên là bộ sản phẩm Novae Ecolagen. I'm Alain Mavon, director of science innovation and happily working for Oriflame now for about 10 years. And today I would like to introduce our new Ecolagen Wrinkle Power. We know that many people don't want to wait too long to get anti-wrinkle benefits. So we wanted to create a set, a full routine that will bring you instant anti-wrinkle benefits. That's a clinically proven result. So it's thanks to the hyaluronic acid, a very powerful moisturizer that hydrates the skin and fill out the wrinkles. And it's combined with our patented anti-wrinkle technology that bring the long-term benefits. If you use one product amongst the range, obviously you will get benefit. But this product has been designed to work together. So use the full routine. In the morning, if suddenly you see a fine line in the mirror, or if you had already wrinkled for a while and you really want to get a very strong long-term benefit, but also this instant benefit, Ecolagen Wrinkle Power is for you. Tiếp đến, chúng ta hãy đến cái bộ sản phẩm Kinotri nha. Xin chào, tôi là tiến sĩ Alain Mavon và đây là Novae Brilliant, dòng sản phẩm chăm sóc da được thiết kế để giúp cải thiện tông màu da của bạn. Rất nhiều sản phẩm chăm sóc da chỉ nhắm vào tình trạng tăng sắc tố như đốm đen hay sạm, nhưng Novae Brilliant còn làm được nhiều hơn thế. Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng là giúp giảm sự tăng sắc tố da như đốm nâu, đốm đen, cải thiện những vùng da vàng, hơi đỏ và các đốm sạm. Và tất nhiên là tăng cường sự rạng rỡ của làn da. Novae Brilliant sẽ ngăn chặn tất cả sự đổi màu da này và mang lại một làn da tươi sáng, đều màu và trông khỏe mạnh hơn. Sức mạnh của Novae Brilliant được hỗ trợ bởi công nghệ điều hòa tông màu da Skin Tone Regulator Technology, giúp ngăn chặn hiệu quả quá trình sản xuất melanin dư thừa từ nguồn tế bào, chống lại sự xuất hiện của các đốm đen và sự đổi màu bất thường khác của da. Cơ chế này còn được bổ sung thêm chiết xuất tế bào gốc thực vật Ripwort, giúp trung hòa và làm sạch các hậu quả của việc mất cân bằng oxy hóa, có tác dụng ngăn cản sự đổi màu và phục hồi sức sống cho làn da. Cùng công nghệ cấp ẩm Aquaban, một phương pháp cấp ẩm toàn diện được thiết kế để cung cấp và duy trì độ ẩm suốt cả ngày lẫn đêm. Trong các thử nghiệm với người tiêu dùng, những người tham gia còn thậm chí đồng ý rằng làn da của họ trông khỏe mạnh hơn ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Tạm biệt các vết sạm màu và chào đón một làn da tỏa sáng, khỏe mạnh với dòng sản phẩm Novae Brilliant Infinite Luminosity. Xin chào, tôi là tiến sĩ Alain Mavon tại Oriflame và đây là Novae Ultimate Lift, một trong những bộ sản phẩm được ưa chuộng nhất của dòng Novae với hiệu quả nâng cơ, tăng độ săn chắc cho da, giúp đường nét khuôn mặt gọn gàng hơn. Khi tuổi tác tăng cao, da của chúng ta dần dần tạo ít sợi tế bào hơn, vốn là những thứ giữ cho da săn chắc và đàn hồi, gồm có collagen và elastin. Khi mức độ collagen và elastin của chúng ta suy giảm, da của chúng ta bắt đầu mất cấu trúc như ban đầu. Dấu hiệu đầu tiên thường là sự xuất hiện của các đường nếp nhăn, và sau đó da bắt đầu mất độ đàn hồi, bắt đầu lỏng lẻo và chảy xệ. Và từ những cuộc trao đổi với người dùng, chúng tôi biết được rằng đây thực sự là một thời điểm quan trọng trong quá trình lão hóa da. Bởi vì tại thời điểm này, khuôn mặt thực sự bắt đầu thay đổi hình dạng và bạn có thể không còn nhận ra hình ảnh của mình trong gương. Vẻ ngoài có thể không còn phù hợp với cách bạn cảm nhận bên trong. Giây phút hiểu được điều này thật sự đã thôi thúc tôi rất nhiều. Và tôi đã quyết định sứ mệnh của mình là giúp cho mọi người phụ nữ khi nhìn vào gương sẽ cảm thấy hài lòng với hình ảnh phản chiếu của mình. Chúng tôi cần tìm ra cách để khôi phục quá trình sản sinh collagen và elastin, và retinol chính là nguồn cảm hứng, cũng được xem là chuẩn mực khi đó,
Chúng tôi đã mất tận 7 năm và thành công trong việc nghiên cứu ra công nghệ mới Aspartolift. Đó là thành phần hoạt tính được cấp bằng sáng chế độc quyền của Oriflame và hiệu quả thì sánh ngang với Retinol, mà không có tác dụng phụ điển hình như mẩn đỏ hoặc kích ứng. Aspartolift làm tăng cường cơ chế sản xuất collagen và elastin của da, giúp da săn chắc, đàn hồi hơn và tất nhiên là đường nét khuôn mặt được cải thiện. Thử nghiệm lâm sàng cũng đã chứng minh được điều này. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy những thay đổi trên da hay trên hình dạng khuôn mặt và bạn muốn lấy lại đường nét săn chắc, cũng như hài lòng với hình ảnh trong gương của mình, thì đã đến lúc bạn cần lấy lại vẻ thanh xuân với Nuvage Ultimate Lift. Ok, đây là toàn bộ những cái thông tin tóm được 4 bộ sản phẩm chăm sóc da Novay của Oriflame ha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các bước chăm sóc da và tại sao á My nói các bước chăm sóc da như thế nào. Ở đây á, là My vừa hướng dẫn cho mọi người, vừa giúp cho mọi người nắm được các bước chăm sóc da của mình luôn, và những cái bước chăm sóc da như thế này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Đó thì My thấy có rất là nhiều người dùng những cái sản phẩm như là mình dùng sữa rửa mặt mà mình không dùng kem dưỡng, hoặc có khi là mình dùng kem dưỡng mà mình không dùng sữa rửa mặt, và có khi là mình dùng dưỡng đêm mà mình không dưỡng ngày, đúng không ạ? Có khi dưỡng ngày mà không dưỡng đêm. Thì không biết là ở đây cả nhà mình có ai đã từng giống như vậy không ạ? Chăm sóc mình hay là bỏ qua những cái bước như thế này lắm, và mình không chăm sóc đủ những cái bước chăm sóc da. Thì khi mà mình giống như cái kiểu mà mình ăn bớt vậy á, mọi người cứ nghĩ trời ơi sao mà một bộ sản phẩm nó lại nhiều đến thế, chăm sóc da cái này nó rất là mất thời gian, đúng không ạ? Tại vì chúng ta chưa hiểu được hết từng công dụng của các bước chăm sóc da như thế nào, rồi từng bước này nó sẽ mang đến một vai trò như thế nào. Thì mọi người cứ hình dung đi, cái việc chăm sóc da hàng ngày của chúng ta, nếu như mà theo đúng các bước thì nó cũng giống như một cái đội đá bóng vậy cả nhà. Phải có đầy đủ những cái cầu thủ ở các vị trí, đúng không ạ? Như là tiền vệ nè, hậu vệ, rồi trung vệ, tiền đạo và thủ môn đó, để có thể là đảm bảo được một cái đội bóng ấy sẽ chiến đấu mạnh mẽ và sẽ phát huy được hết những cái năng lực của mình. Thì trong cái quá trình dưỡng da cũng vậy á cả nhà. Nếu như mà mình không chăm sóc đầy đủ các bước, mình nên phải chăm sóc đầy đủ các bước thì nó mới phát huy được hết những cái công dụng của bộ sản phẩm. Thì cái nào nó cũng quan trọng hết đó cả nhà. Giống như cơ thể của chúng ta vậy đó, phải đầy đủ những cái bộ phận cơ thể thì cơ thể của chúng ta mới khỏe được. Chứ không có phải thể nào mà thiếu một cái tay hay là thiếu một cái chân, đúng không? Cho nên chúng ta toàn bộ chúng ta phải đầy đủ những cái bộ phận trên cơ thể chúng ta thì chúng ta mới khỏe mạnh được. Đó thì ở đây á, mỗi cái bước chăm sóc da nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái ý nghĩa, và đồng thời nó sẽ kết hợp với nhau. Thì các chị em mình á, nhớ một chi tiết trong video lúc nãy mà tiến sĩ Marvin có nói về một cái video về cái bộ collagen á, và có một cái câu hỏi đặt ra như thế này: nếu tôi dùng một sản phẩm thì có hiệu quả không? Thì tiến sĩ có bảo là có hiệu quả, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không được tối ưu vì bộ sản phẩm này thiết kế là để được cộng hưởng lại với nhau. Cho nên bước đầu tiên trong cái quy trình chăm sóc da nha, mọi người chỉ mất có 4 phút, chỉ mất có 2 phút một lần thôi ạ. Thì trong một ngày mình chăm sóc buổi tối và buổi sáng thì chỉ mất có 4 phút một ngày thôi. Cho nên để mà mình có được một cái làn da đẹp á, thì My nghĩ là các chị em cũng dành ra 4 phút để chăm sóc da để cho mình có được một cái làn da đẹp, đúng không ạ? Mình có nghe nó rõ không ạ?
Rồi thì bây giờ á, ở đây mình chỉ có 4 bước chăm sóc da mỗi mỗi 2 phút một lần thôi, thì một ngày mình chỉ mất có 4 phút thôi ạ. Nếu ai đã sẵn sàng thì comment vào ô chat cho My số 4 nha, để My thấy là mọi người vẫn còn đang nghe My nói nè. Ok, thì có một cái câu nói rất là hay luôn, nhất dáng nhì da, đúng không ạ? Chỉ cần mình nhìn một ai đó mà xuất hiện những cái nếp nhăn quanh mắt thôi, hay là một cái làn da chảy xệ thôi, và hoặc là một cái làn da không đều màu, và có những cái đốm nám ở trên gương mặt, thì mình cảm thấy sao mà cùng một cái độ tuổi thôi, nhưng mà có người á thì trẻ hơn và có người thì già hơn. Người trẻ hơn thì họ sở hữu được một cái làn da láng mịn nè, đều màu nè. Còn người già hơn thì họ có một cái làn da nám sạm nè, hoặc là những cái nếp nhăn trên gương mặt của mình, hoặc là cái làn da của mình nó không đều màu. Đó, thì tuy nhiên có rất là nhiều những cái tác động khiến cho làn da của mình nó bị lão hóa, do xuất phát từ những cái điểm khác nhau, như là từ hóc môn nè, hoặc là môi trường nè, rồi cái việc chăm sóc da của mình nữa. Cho nên cái bước đầu tiên đó là bước làm sạch da, thì bước này nó vô cùng quan trọng luôn. Cho nên nhiều người cứ hay xem thường là mình hay bỏ qua cái bước làm sạch này lắm. Ở ngày xưa thì My cũng đã từng như thế rồi. Có khi sáng thì My rửa mặt, có khi tối thì My cũng không rửa mặt nữa. Đó, nhưng mà cái làn da của mình, vô tình cái làn da của mình chăm sóc da nó không có hiệu quả. Đó, khi mà My được học và My chăm sóc da đúng cách đó, thì cái làn da của My nó sẽ nó được cải thiện hơn rất là nhiều luôn. Và cái việc làm sạch da sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ những cái bụi bẩn bên ngoài nè. Rồi ngoài ra, ở bên ngoài á, mình còn tiếp xúc biết bao nhiêu là thứ như là môi trường, bụi bẩn, rồi tia UV, ô nhiễm rất là nhiều luôn. Nếu như mà mình không làm sạch đó, mình dưỡng ẩm thì nó sẽ không mang lại cái hiệu quả cho mình được ha. Và tiếp đến đó, nếu như mà mình không làm sạch đó, thì cái làn da của mình đó, sẽ được thường thường là nó sẽ đào thải hơn hàng ngàn cái tế bào mỗi ngày. Càng khi mà mình càng lớn tuổi thì cái tế bào nha, sao mà da trẻ em nó rất là mịn và nó không có những cái như là sần sùi hay là tế bào chết, cho nên ai cũng rất là thích những cái làn da giống như là làn da em bé, đúng không ạ? Đó, nhưng mà da mặt ở người lớn thì nó lại xuất hiện những cái nếp nhăn nè, rồi những cái da trắng trắng giống như là những cái vảy vậy đó, nó sần sần lên á. Đặc biệt là vào mùa đông á, thì da của mình nó sẽ lộ ra rất là gõ luôn, và da của mình cảm thấy rất là khô. Cho nên cái làn da của mình đó, nó cần hỗ trợ giúp cho những cái tế bào chết được lấy đi một cách dễ dàng hơn. Đó, và khi mà mình trang điểm á, là mình cần phải tẩy trang nữa nha. Thì cái bước tẩy trang này thì sẽ có một cái buổi chuyên sâu hơn về cách tẩy trang như thế này. Đó. Và trước khi thì mình rửa mặt á, cả nhà mình nhớ là vệ sinh tay sạch sẽ, xong rồi mình mới bỏ cái lượng sữa rửa mặt vào trong cái lòng bàn tay mình một giọt như thế này. Tại vì trên cái bàn tay của mình á, là nó có rất là nhiều những cái vi khuẩn. Tại vì mình làm việc nè, rồi mình cầm điện thoại nè. Nếu như mà mình không rửa tay sạch thì vô tình mình sẽ có những cái con vi khuẩn nó lên da mình và nó sẽ tác động đến cái làn da của mình. Cái bước rửa mặt này chỉ cần á, mình sử dụng một cái và bắt đầu mình sẽ massage và bắt đầu mình rửa mặt như thế này. Đó, và một cái sữa rửa mặt nó thì nó lại là một cái dạng gel, nó rất là ít bọt nha. Nhưng mà sau khi mà mình rửa xong á, thì cái làn da của mình nó rất là mịn và nó rất là sạch. Vì sản phẩm của Oriflame nó không có chứa những cái hóa chất nha. Đó là bước thứ nhất là mình cần làm sạch da nè. Rồi bước thứ hai đó là dưỡng mắt. Thì cả nhà thấy tại sao mà mình cần phải dưỡng mắt? Và bước thứ hai đó là dưỡng mắt. Vì tại sao mà mình cần phải dưỡng mắt cả nhà?
vì cái đôi mắt của mình nó hằng ngày á, là nó hoạt động rất là nhiều luôn, và chúng ta chớp mắt liên tục, và cái đôi mắt của mình á, là nó âm thầm hoạt động, cứ một phút là mình sẽ chớp mắt 12 lần đó. Thì thường có một cái câu nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy giữ cho cái đôi mắt của chúng ta luôn được sáng và luôn được mịn màng trên cái đôi mắt của mình. Đó, thì và ở đây lời khuyên động dao kéo vào cái vùng da quanh mắt của mình. Mắt của mình và nó rất là nhạy cảm luôn. Ví dụ trên gương mặt của mình giống như là một cái lớp vải cô công vậy đó. Nhưng mà còn cái đôi mắt của mình thì nó giống như một cái vải lụa vậy đó cả nhà. Nếu như mà vải lụa này khi mà mình khoác lên người một bộ vải lụa mà mình ngồi tầm khoảng 15 đến 30 phút thôi là mình thấy nó nhăn nhúm rồi, đúng không ạ? Thì cái đôi mắt của mình cũng vậy. Nếu như mà mình không dưỡng mắt, mình không chăm sóc cái đôi mắt của mình thì cái đôi mắt của mình nó sẽ xuất hiện những cái nếp nhăn, những cái vết chân chim, và khi mà nhìn vào thì mình sẽ trông mình già hơn và da mình lão hóa rất là nhanh luôn. Thì cái bước dưỡng mắt đó, nó cũng rất là quan trọng. Thì ở Ariflame mình nó cũng có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng mắt nè, trong cái bộ Novay này. Thì nó cũng có cái dạng là cái đầu lăn như thế này, hoặc là cái dạng tiếp. Cái dạng tiếp thì mình chỉ cần xịt ra một cái lượng nhỏ như cái hạt đậu thôi, và bắt đầu mình chấm lên những cái vùng mắt của mình nè. Và bắt đầu mình sẽ massage bằng cái ngón áp út, mình làm nhẹ thôi, chứ mình không có chì chiết mạnh, mình kéo ra như thế này thì sẽ làm cho cái da mắt của mình nó sẽ bị nhão và nó sẽ bị nhăn. Cho nên mình giống như là nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa vậy đó cả nhà. Đó. Và cái bước thứ ba đó là cái bước dùng serum. Đây là những cái bước tăng cường và đặc trị luôn. Và ở đây nó là một cái sản phẩm mũi nhọn của bộ sản phẩm này, giúp cho làn da của chúng ta thẩm thấu vào những cái tế bào ở bên trong, và nó sẽ đi sâu vào bên trong luôn để nó nuôi dưỡng những cái tế bào, cho nên mình cần phải dùng serum nha. Và bước thứ tư đó là mình dưỡng ẩm, kem ngày và kem đêm. Thì tại sao ở đây mình lại phân ra kem ngày và kem đêm? Thì nó khác nhau ở chỗ nào? Có những cái bộ sản phẩm á, như là chung luôn, một hộp kem mà dưỡng ngày dưỡng đêm luôn, thì đó là cơ bản thôi. Còn ở đây là bộ sản phẩm chuyên sâu, cho nên nó sẽ có kem dưỡng ngày và kem dưỡng đêm. Thì kem dưỡng ngày nó sẽ giúp nuôi dưỡng và dưỡng ẩm trên cái tầng da của mình, cái bề mặt da của mình, và bảo vệ da của mình khỏi tác nhân gây hại ở bên ngoài như là tia UV, và nó có chỉ số chống nắng là SPF 30, và nó có thêm một cái hoạt chất nữa đó là chống oxy hóa, và chống lại cái oxy hóa trong không khí nè, như là mình đi ra ngoài mình cần phải mặc áo khoác vậy đó cả nhà, mình cần phải bảo vệ. Thì cái lớp kem dưỡng ngày đây là một cái lớp bảo vệ những cái tác nhân gây hại từ bên ngoài. Và cái kem dưỡng đêm á, là ban đêm là một cái thời gian là da của mình được phục hồi và được tái tạo, cho nên mình cần phải được cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất cho da của mình. Và cái khoảng thời gian á, là từ 10 giờ đến 2 giờ sáng, đây là một cái thời gian là da của mình phục hồi tối ưu luôn. Cho nên cả nhà mình nhớ là mình dưỡng da trước cái thời gian này ha. Và nhớ là mình nên nghỉ ngơi dịch trước cái khoảng thời gian là giúp cho cơ thể mình được khỏe đẹp cả trong và lẫn ngoài luôn. Thì cả nhà thấy 4 bước dưỡng da của mình nó có đơn giản không ạ? Chỉ cần 4 phút mỗi ngày là chúng ta đã có được một cái làn da như ý rồi. Đúng không cả nhà? Cả nhà có sẵn sàng để chăm sóc cái làn da của mình theo 4 bước như mà My chia sẻ không ạ? Rồi, và hôm nay cả nhà mình sẽ được người thật, việc thật sẽ chia sẻ cho mình về cái cảm nhận mà sau khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm dưỡng da Novay của công ty mình, và cô đã cải thiện cái làn da của mình như thế nào. Thì cả nhà mình có sẵn sàng nghe cô chia sẻ không ạ? U70 nhưng mà có một cái làn da lúc nào cũng căng bóng và mịn màng hết, nhìn rất là trẻ trung luôn và rất là năng động luôn. Cả nhà có sẵn sàng không ạ?
Ai sẵn sàng thì hãy comment cho My số 1 nha. Thả tim lên, comment số 1 để cô sẽ sẵn sàng, cô sẽ chia sẻ cho mình để mình sẽ nhận được những cái mà tuyệt vời nhất từ cô nè. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình cũng rất là vui là được các cháu mời vào để làm một khách đặc biệt của DBS. Và mình chuyên gia rất thích chăm sóc da. Trước tiên mình tự giới thiệu, mình là Lan Trần, năm nay 65 tuổi mà hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Thế thì trước kia ấy, thì thật sự là mình được sở hữu một làn da ngăm ngăm đen, một làn da mồ hôi dầu, một làn da có rất nhiều mụn. Thế và như vậy thì là phụ nữ mà như vậy với một cái khuôn mặt đó thì thiếu tự tin quá, đúng không ạ? Thế thì mình sở hữu rất nhiều hãng Pháp, Mỹ, Ý, rồi Úc, toàn những cái bạn ở bên nước ngoài. Thế các bạn đi cầm sách tay những cái dòng sản phẩm về cho mình dùng. Thế thì sau khi mình biết đến cái dòng sản phẩm của Oriflame thì là bắt đầu mình dùng đầu tiên là mình cũng dùng ngay một cái bộ màu tím này này các bạn ơi. Và hiện bây giờ là mình đang xài cái bộ màu tím này. Màu tím này là các bạn biết phân biệt nhá. Bộ màu tím này với bộ màu tím nó có khác nhau đấy các bạn ạ. Bộ màu tím trước thì công ty người ta làm hai cái màu ngày và đêm đều như nhau. Tại sao mình lại ấn tượng là bởi vì là họ chỉ có dán một cái tem thôi, là thế nào là ngày và thế nào là đêm. Thì mỗi lần như thế là lại phải lóc cóc tìm cái kính để nhìn. Nhưng mà cái bộ này người ta đã cải tiến chất lượng bên trong, nhưng đồng thời cái vỏ bao bì người ta làm. Cho nên bây giờ mình ấn tượng lắm. Biết rồi, nhìn màu nhạt là ban ngày, nhìn sẫm là ban đêm. Thế thì ở đây thì nói thật thế này. Dạ. Rất là cảm ơn My vừa hướng dẫn cái cách chăm sóc da mặt. Thì cô Lan tự kiểm lại thì cô Lan thấy là các cái bước cô Lan chăm sóc y bòng như thế đấy. Tây My muốn nói gì thì nói, sản phẩm tốt nhưng nếu người tóc thì cũng không ăn thua. Mà mình chăm sóc cho bản thân nhưng sản phẩm không tốt cũng không ăn thua. Hôm nay cô Lan rất tự tin nha. Cô Lan mặc như thế này để cho cả nhà nhìn thấy với một cái làn da. Bởi vì tại sao mà cô Lan lại tự tin? Cô Lan không chỉ có xài những cái đồ mỹ phẩm này đâu, cô Lan xài cả đồ sữa tắm của công ty, cho nên cô Lan mới được một cái làn da như thế này. Và là gì, cũng như ban nãy Mạnh nói, như hay là My nói đấy, đẹp thì đẹp từ bên trong, đẹp ra rồi đẹp từ bên ngoài, đẹp vào. Là cô lại dùng cả những cái dòng dinh dưỡng của công ty Oriflame. Cho nên rằng là đối với cô Lan bây giờ là được sở hữu một cái cơ thể này khỏe mạnh, săn chắc. Và đặc biệt là khi cô tham gia ở câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc của mình, là lúc đó cô Lan cũng cân là 59kg. Nhưng mà cái khuôn mặt của cô Lan không có được như thế này đâu. Cách đây chỉ có mấy hôm là cô Lan đi một bữa tiệc, gặp lại bạn bè. Các bạn bè giật mình lại bảo, ô, thế sao kêu từ Tết giờ ốm đau mấy tháng mà tại sao bây giờ cái da nó lại đẹp mà nó sáng thế? Thì đúng là hôm nay nghe My nói và My chia sẻ, cô Lan cảm nhận với cái bộ Novain mà cô dùng màu tím này này. Thứ nhất là cái da cô nó mịn, cái lỗ chân lông của cô là nó se khít. Đặc biệt là với cái khuôn mặt là cô Lan đã nhìn thấy là cơ nó nâng một cách trông thấy. Bây giờ bản thân cô Lan rất là tự tin, nhất là mỗi sau buổi sáng ăn uống xong bắt đầu trang điểm để bắt đầu vào ngồi làm việc, thì cô Lan luôn luôn tự tin với cái khuôn mặt của cô Lan là đúng, công nhận là dạo này cái mặt của mình nó gọn hẳn lên, cái cơ của mình nó nâng lên và nó se khít cái lỗ chân lông, và đặc biệt là cái làn da là nó sáng. Mà tất cả những cái đồ sản phẩm mình dùng vẫn như vậy thôi, mà tại sao tự nhiên cái da của mình nó lại đẹp vậy? Thế thì nó kết hợp ở đây đẹp cả trong, đẹp cả ngoài. Thì rất cảm ơn công ty Oriflame đã đưa ra những cái dòng dinh dưỡng giúp cho mọi người có một cái sức khỏe, sau rồi lại hỗ trợ cho mọi người được đẹp, vẻ đẹp bên ngoài. Mặc dù tuổi cao nhưng các cô vẫn có những cái dòng mà công ty ưu ái cho để mà được dùng, như là cái dòng Novain này. Thế thì thật sự là cô Lan là người thật,
việc thật, và cô Lan trong quá trình dùng cho đến bây giờ cô Lan cảm nhận và cô Lan rất tự tin với những cái dòng sản phẩm cô đã chọn, cô đã dùng, cô đã uống vào người và cô đã bôi lên người, và để có được một cái kết quả cũng như là một cái làn da mịn màng của cái tuổi 65 như thế này là cô Lan rất là tự tin và rất là cảm ơn công ty Oriflame. Cảm ơn cô Lan, cháu cảm ơn cô Lan rất là nhiều. Cả nhà mình có nghĩ là cô Lan là 65 tuổi không ạ? Cô lúc nào cũng năng lượng hết ạ, rồi làn da lúc nào cũng căng mướt hết. Bây giờ hôm nay là cháu nhìn là da cô Lan rất là đẹp luôn, vừa căng vừa hồng hào nữa. Và cô Lan dùng cái bộ Novay tím này là nó sẽ săn chắc được cái làn da của mình đó cô. Trong cái độ tuổi này là cái làn da mình nó sẽ bị chảy xệ á, nhưng mà nếu như mình sử dụng cái bộ Novay tím này rất là tuyệt vời luôn á cô. Cháu thấy hôm nay là da cô Lan rất là tuyệt vời luôn, không có thấy nếp nhăn luôn. Cô rất là kỹ về cái việc chăm sóc da đúng không cô? Đúng rồi, cô thật lắm. Không có tin là cô Lan 65 tuổi luôn á cả nhà. Nhìn cô mà mình phải rất là ngưỡng mộ luôn. Lúc nào cũng năng lượng, lúc nào cũng ăn mặc rất là tuyệt vời. Rồi lên Zoom cả nhà thấy không, cô rất là tuyệt vời luôn. Cháu cảm ơn cô Lan đã chia sẻ về cái cảm nhận mà mình đã dùng cái sản phẩm Novay cải thiện cái làn da mình như thế nào. Cảm ơn cô Lan rất là nhiều. Cả nhà hãy thả tim cho cô Lan đi ạ. Thả tim và cảm ơn cô Lan đi. Hôm nay đã được cô Lan chia sẻ rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.